Rồi tiếp tục qua part 3 question 11 to 15. Complete the 5 conversation. Hoàn tất 5 cái đoạn hội thoại. Ở đây câu 11. Why don't you ask Sarah? Tại sao mà bạn không hỏi Sarah? I hope so. Tôi hy vọng là vậy. Never mind. Đừng có quan tâm. That's a good idea. Thì nó phù hợp nhất ha. Rồi câu 12. Congratulations. Khi mà ai gửi cái bạn đến bạn lời chúc mừng. Bạn làm cái gì đó, ví dụ như bạn vừa trúng số, vừa mua xe mới, vừa thi đậu, người ta sẽ nói congratulations, thì mình sẽ làm gì? Thank you, cảm ơn lại ha. Chúc mừng bạn, ok, cảm ơn. À, còn I'm sorry, tôi rất làm tiếc, what a pity, thật là tội nghiệp, không hợp nghĩa. Number 13, how is your son? À, cái câu này nhiều bạn không có dịch được. À, bạn cứ nhớ cái câu là how are you, là bạn có khỏe không? Thì how your son là con trai của bạn á, có khỏe không? Thì mình sẽ trả lời sao? Fine, thanks, y chang, how are you? Tức là anh ấy rất là khỏe, cảm ơn. Phenomenal là 4 tháng tuổi. With his father, với ba anh ấy, không hợp nghĩa. Number 14, can I help you? At 2 o'clock, lúc 2 giờ, I can help you. Tôi, người ta hỏi, tôi có thể giúp bạn không? Cái mình trả lời, tôi có thể giúp ngược lại bạn. À, không đúng ha. Vậy thì chỉ còn, yes please, thank you, cảm ơn, rất là sẵn lòng. Câu 15, I like to try those shoes on, please. Tôi muốn, ở cái này là would like to do something, bằng want to do something, chẳng qua nó formal, tức là trang trọng thôi. Tôi muốn thử những cái đôi giày kia, vui lòng cho tôi thử những đôi giày kia. Rồi, what size are you? Bạn cái chở chân là mấy thì người ta mới lấy cho mình được. À, đúng rồi ha. Còn are they black? À, nó màu đen hả? Nhìn biết rồi, hỏi gì nữa, tôi chỉ rồi mà. Rồi, do you like it? Ở đây đôi dài, những chiếc dài là nói số nhiều. Do you like them? Thì nó mới hợp nghĩa ít là sai. Ok, rồi mình xong part 3 ha.